Nhạc ở đâu? Nhạc ở đâu thì còn lâu tôi mới nói. Hơi giời ơi, hello anh em, hello mọi người nhá. Hôm qua anh Bô đi đâu quá trời ơi, tôi thông báo vậy rồi. Hình như dạo này mấy ông mà vô group cho có hay gì tôi thông báo gành gành như vậy rồi. Anh em thông cảm là hôm qua tôi đi quay MV cho lại anh Quang. Thì anh em biết là sắp tới là anh trai tôi có ra một cái sản phẩm âm nhạc Say Em ngày 25 tháng 10 này, hình như là ra MV đấy. Đáng lẽ hôm nay là tôi nghỉ này, nhưng mà thôi, tại vì tôi nhớ anh em lắm. Tôi là kiểu là một người yêu nghề, anh em hiểu không? Ừ, khoan khoe cho anh em đã. Uầy, nhưng mà anh em thấy cái hình tôi để làm sao, nó có vô duyên không? Đây, tôi khoe anh em xíu. Để anh em nói tôi không khoe anh em. Đẹp quái liền, tôi thề. Giờ em 2K4, ông bà già to lo. Bố độ to lo. Từ từ, anh em xíu. Uầy, mấy ông nhìn đây. Thấy, thề với anh em luôn. Anh em kiểu là ở trên thấy xa xa thôi mà nó to quá liền đó anh em ạ. Đây, đẹp không anh em? Hình như cái này là vẽ bằng máy nhưng mà tôi thích, vẫn thích anh em ạ. Thì sắp tới là cái nhà tôi, anh em biết cái nhà kiểu ở Cao Lãnh, nhà tôi xong thì tôi sẽ đem cái bức này tôi treo ở trong nhà. Uầy, cái này là chữ gì anh em biết không? Anh em biết chữ gì không? Cái này là chữ tiên chứ không phải chữ chân. Chữ tiên anh em ạ. Được, nói chung là xấu đẹp gì không quan trọng, người ta có lòng thì tôi nhận cho anh em. Uầy, mà được anh em. Tắt xúc xắc, tôi để đây nhá. Không, cái này tôi không có treo sau lưng, tôi chỉ để tạm ở đó thôi. Tại vì bây giờ nói thật với anh em là không có chỗ để, anh em hiểu không? Chỉ để tạm ở đó thôi. Bao giờ mà sắp tới mà tôi mà về Cao Lãnh ấy, thì tôi đem cái bức tranh này tôi về tôi treo ở nhà của tôi với Cao Lãnh ấy. Nguyên ngày hôm qua nói thiệt với anh em là đéo ngủ được một miếng nào luôn. Không ngủ được một miếng nào luôn anh em ạ, thề. Nó là bắt đầu là anh em biết là cái hôm bữa mà cái trước bữa đi á, là anh Độ livestream tới 2 giờ sáng đúng không? Xong rồi tôi này, anh Tú này, anh Độ này, anh Chip này là qua nhà anh Độ xong rồi đi thẳng xuống Hạ Long luôn. Đấy, đi thẳng xuống Quảng Ninh chứ, Quảng Ninh anh em à. Đấy, xong rồi xuống dưới là quay luôn anh em à. Từ 4 giờ sáng là bắt đầu là sửa soạn rồi, make up các thứ rồi. Xong là quay một cái từ 4 giờ rưỡi sáng mà đến 10 giờ đêm mới xong. Anh em thấy vãi là liền chưa? Ui, mệt nguyên ngày hôm kia chứ. Nguyên ngày hôm kia là không ngủ được một miếng luôn mấy ông thấy không? Tôi đi mới có mấy ngày thôi mà tôi kiểu là ăn ngủ đâu được đâu. Thì anh em biết là nó phải bị sụt cân anh em hiểu không? Hiểu là tôi cảm giác được là tôi không chửi thề được 50% rồi anh em à. Còn 50% nữa là tôi chưa khắc phục được. Tại vì anh em biết ấy, là chơi game là phải chửi thề anh em hiểu không? Chơi game, ví dụ tôi bắn PUBG đi. Đừng cho, trời ơi, vừa bắn tôi nè mọi người. Nóc một nè, đẩy đi. Quá nghe nó sao quá. Nghe nó sao quá anh em à. Nên là kiểu là tôi chơi game thì bây giờ chỉ kiểu là tôi mà nói chuyện với anh em á là tôi đéo chữ thề nữa. Còn mà kiểu mà tôi mà chơi game thì thôi. Ủa, giống như là mấy bà bán thịt heo ngoài chợ, cái miệng đi xa quá à liền luôn à. Thôi mấy ông thông cảm đi. Một thời gian nữa thôi, một thời gian nữa là tôi hứa là tôi khắc phục được luôn. Mà nhất là chơi Liên Minh, anh em hiểu không? Chơi Liên Minh nó vui, vui thì vui thiệt, nhưng mà chơi Liên Minh thì tôi bị tô xích quá anh em à. Lại chơi Liên Minh thì tôi kiểu là đánh cho vui thôi. Chơi Liên Minh đánh cho vui cho mấy thằng mặt liền kia nó vô, nó so sánh hoài, nó trình kim cương anh em hiểu không? Đụng cái trong khi tao nhận mà, tụi tao đâu có cãi ở đâu. Ừ, tao ngu, anh Bô ngu, tao ngu đây nè, tao nhận tao ngu. Xong mà tao nhận là tao là một cái thằng là gọi là trình vua cái trình sắt đi, trình mình nhựa inox hay là trình gọi là trình rác cũng được nữa. Chơi Liên Minh để kiếm niềm vui cho tôi thôi. Quá wow, dẫn vô đó. Nó dẫn vô so sánh là anh Bô chơi game này ngu quá trời ơi. Em trai ơi, không phải thông cảm cho anh chứ. Nói thật với anh em là tôi là chỉ thích là tại vì tôi mạnh mẽ anh em hiểu không? Tôi mạnh mẽ, không phải mạnh mẽ gì nhưng mà tại vì kiểu là giống như là tôi là thần đồng ở Cao Lãnh vậy đó anh em hiểu không? Từ lúc mà sinh ra là tôi đã biết cầm súng rồi nha. Thiệt. Từ lúc sinh ra là tôi đã biết cầm súng, ngày nào tôi cũng cầm súng hết. Cứ tầm sáng thức dậy là tôi cầm súng một lần. Xong là kiểu mà lâu lâu mà tôi uống nước nhiều á thì tôi cầm súng thêm một lần nữa. Một ngày là tôi cầm đâu 5-6 lần. Thì anh em biết là từ lúc bé tới bây giờ là 20 mấy năm. Thì tôi cầm súng nhiều thì gọi là tôi chơi mấy cái game FPS thì nó hay là chuyện bình thường, anh em hiểu không? Nó quá là bình thường luôn. Ơi giời ơi. Nè cầm súng. Trời súng nó, súng bắn à, bắn anh em. Kiểu là nếu mà thứ hai thứ hai kiểu mà chào cờ hàng tuần nó còn bắn mạnh nữa. Còn mấy ngày bình thường thì kiểu nó bắn sương sương thôi. Đó, còn thứ hai mà kiểu mà chào cờ các thứ thì bắn mạnh anh em à, bắn mạnh vãi là liền luôn. Nên là anh em nào chưa like chưa subscribe cho xin một like một subscribe nhá. Thì ví dụ mà anh em mà kiểu mà xem tôi lâu rồi thì anh em thông cảm, tí nữa qua Nemo thì nó hết thôi.
tôi cũng gán là tôi ngồi nói chuyện hết 30 phút rồi tôi chuyển qua đi Bồ môn. Thanh Lịch anh ơi không VTV bế đi hát. Uầy, cảm ơn Nguyễn Công Nam nha, cảm ơn em rất nhiều nha. Trời ơi, anh đang bực bội, bực tức trong người, ấm mức muốn lên gối xuống chỏ. Cho 1 triệu đã gì đâu á, cảm ơn em nha. Tháng này là đủ chỉ tiêu đó, trời ơi đừng tí nữa, donate thêm mấy triệu nữa chết anh luôn á. Là anh nghỉ luôn á, không được, anh hứa với anh em rồi, anh like, anh là phải like nè. Ngay là ngày 10 đúng không, anh phải like từ đây một phát cho đến là cuối tháng luôn. Nhưng mà thông báo với anh em là cuối tháng này là sinh nhật của Tùng Sói. Thì hình như là ngay Halloween luôn. Thì tôi kiểu là tôi quá thân thành siêu nhân để tôi gọi là tặng quà sinh nhật cho Tùng Sói. Nhưng mà tôi không biết tôi làm siêu nhân gì nữa. Thì tôi định là làm siêu nhân điện quang anh em ạ. Thì anh em nào kiểu là biết bán mấy cái đồ siêu nhân điện quang ở đâu á, anh em chỉ cho tôi nhé. Để cuối tháng này tôi quá thành siêu nhân điện quang, tôi tặng cho Tùng Sói quà anh em nhé. Uầy, mở ra nguyên con Beric nhưng mà nó không có chơi, ông già nó chơi. Đó, nên là thôi tôi không tặng Beric nữa, tôi quyết định là tôi không tặng Beric cho Tùng Sói nữa. Mới đầu là tôi định tặng cho Tùng Sói con Beric nhỏ nhỏ, có mặt Tùng Sói trên đó, tôi định là vậy rồi. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ là ông già nó chơi thôi chứ nó không có chơi. Nên là thôi tôi mua cho nó một cái bộ siêu nhân hoặc là một cái bộ mà gọi là đồ chơi là được rồi. Chứ là nó không có chơi đâu, tôi biết mà. Thiệt mà, thiệt, anh độ chơi chứ nó không có chơi đâu. Nó không có chơi đâu anh em à, thiệt luôn á. Quầy mà, thề luôn. Hồi bữa tôi mới vô Sài Gòn, tôi đi ngang cái shop đồ chơi đẹp quá liền, tôi là người lớn tôi cũng mê. Anh biết siêu nhân quần xịp không? Đấy e thấy a có tố chất đấy. Uầy, cảm ơn Nguyễn Công Nam nha, trời ơi. Ngọn gió nào đưa em xuống đây vậy? Cảm ơn Nam nha, cảm ơn em rất nhiều nha. Siêu nhân xịp là kiểu là siêu nhân xịp là kiểu là siêu nhân mặc xịp xong lọt khe lộ hai cái đít ra hả? Ồ vậy là bậy đó, vậy là bậy. Giờ đầu độc với em rồi em, không được. Vậy là bậy lắm rồi, vậy là dở rồi. Cảm ơn lắm nha. Anh hóa thân thành gì cũng được nhưng chắc món quà ý nghĩa nhất vẫn là anh mặc đồ chư bát giới. Được anh em, đúng rồi. Hay là tôi kiểu là tôi mua bộ đồ bát giới về xong rồi tôi kiểu tôi hát luôn. Tèo tèo tèo. Tôi sẽ rủ anh Chip làm Tôn Ngộ Không. Nó tôi với anh Chip sẽ qua kiểu là bắt chè. Tèo 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 tèo. Nó xong rồi tặng quà cho Tùng Sói. Quái à liền chất. Nếu anh chưa biết thì lên itb gõ nhay siêu nhân quần xịp nhá. À anh biết, anh có xem cái đó, cảm ơn Nam nha. Trời ơi. Má, mỗi lần trả lời donate 1 triệu nhà mặt phố bố làm to chắc góc em kiểu góc cổ thụ đúng không em trai? Cảm ơn em rất nhiều nha, cảm ơn em ngọn gió nào đưa em tới kênh của anh vậy. Cảm ơn em rất nhiều nha, cảm ơn em. Nó hợp con nhà bà Lý luôn. Thiệt nhưng mà tôi ngủ nếu không. Nhưng mà nếu mà hôm đó là tôi coi lịch rồi. Hôm đó là ngày Halloween với lại là sinh nhật của Tùng Sói luôn thì chắc là anh Chip cũng gọi là scope play để chúc mừng sinh nhật Tùng Sói à. Thì tôi gọi anh Chip làm Tôn Ngộ Không, tôi làm Bô Béo, còn Nhiếm làm con ngựa để tôi phi, anh em hiểu không? Đó, để cho uầy, chị ai là Đường Tăng ta? Trong tim tôi không có ai được. Uầy, anh độ quá. Không được. Mà Tùng Sói nó thích siêu nhân mà bây giờ mình cho nó gọi là qua tay du ký thì nó có kỳ không ta? Tùng Sói nó thích siêu nhân thôi. Và cô la là BKM, đó, đọc tiếng Anh. BKM tung bèo, I'm from the Hanoi, mình lên mình trả bài. Đấy, mỗi lần kêu cô kêu lên trả bài là toàn vậy không à. Uầy, cảm hít một hơi nha. Đi anh. Trời ơi, hít một hơi anh nghe mùi tiền không à. Nói chứ cảm ơn Nam nha, cảm ơn em anh thề với em luôn. Lâu lắm rồi mới có một người mà donate cho anh nhiều tới vậy á. Giống như là không biết anh buồn thiệt. Lúc trước, ví dụ mỗi tháng đi đúng không, anh được donate tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu rưỡi là lương của anh tháng được 10 triệu nó cũng vui đúng không? Nhưng mà kiểu dạo này anh em đâu á, giống như là dịch xong rồi anh em kiểu là đi làm lại hay sao á, anh em không có xem stream nữa đúng không? Hình như là vậy. Cảm ơn Hữu Vinh nha. Chút có xem rap Việt cây Âu anh dai. Tôi không biết nữa, để từ từ tí nữa mà mình có qua Nemo mình có chương trình gì thì tính tiếp anh em à. Còn bây giờ ở Nemo thì ở YouTube thì mình chỉ ngồi nói chuyện với nhau thôi. Đấy, thì nó phải không? Ví dụ mà mấy tháng trước đi đúng không? Mấy tháng trước là thiệt, mấy tháng trước player đô thừa ô đi anh ập. Quá đéo tin luôn trời, tôi mới ngồi.
Cảm ơn Nam nha, cảm ơn em, nhưng mà thôi đủ rồi đấy, anh đủ chỉ tiêu tháng này rồi, là anh đủ chỉ tiêu tháng này rồi Nam à. Ui, cảm ơn Dương Ngọc Anh nha, thêm hai lớp nữa này. Ôi giời ơi, tháng này đủ chỉ tiêu rồi. Thôi nhá Nam, tôi like xong bữa nay nhá, tôi like xong hôm nay xong là tôi lấy cái tiền mà của anh Nam này nè, tôi đi Phú Quốc, tôi đi du lịch để tôi quay vlog cho anh em xem nó, xong rồi có chuyện kể cho anh em nghe nữa đấy. Tôi đủ chỉ tiêu rồi, tháng này coi như là đủ chỉ tiêu rồi anh em. Dạ rất nha. Ui, mặt đỏ thì anh em biết cảm giác mà được donate nhiều khoái chứ, thiệt luôn. Thề cái lúc mà tôi á, cái lúc mà tôi mới làm streamer ấy, mình donate được hình như tôi nhớ là cái ngày đầu tiên nhá, cái ngày đầu tiên mà tôi stream luôn là hình như là được nguyên cả buổi stream nó tổng lại được là hình như là một triệu rưỡi hay sao ấy, 1,5 triệu 2 triệu gì đó anh em à. Mồm hư quá. Cho tròn chỉ tiêu 10M nhá. Vậy là chết rồi, tôi thề đó, mấy ông thấy không? Mấy ông thấy không? Ừ. Quay, cảm ơn Nam rất nhiều nha, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều, em sinh năm bao nhiêu vậy? Anh nghĩ là em lớn hơn anh đấy chứ. Chứ sao em lớn hả? Anh lớn hơn em được. Quay, hay là bây giờ anh gọi em bằng anh luôn đi nhá. Anh Nam, trời ơi, đã dữ vậy. Cảm ơn anh Nam nha, cảm ơn em Nam, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều nha. Định nói cái gì quên con mẹ nó người ta. Anh em nào chưa like, chưa subscribe cho tôi xin một like, một subscribe nha. Cảm ơn em rất nhiều nha. Thì hình như là tôi nhớ là đúng rồi, cái lần đầu tiên mà tôi stream, buổi stream đầu tiên trong cuộc đời tôi mà gọi là stream nghiêm túc ấy, stream mà kiểu mà có lịch cho anh em xem, stream mà có donate xong mà có khung chat các thứ rồi để tôi ngồi nói chuyện với anh em á, thì như nguyên cả stream, buổi stream đó được 1,5 triệu anh em à, được 1,5 triệu. Xong mà tôi mới suy nghĩ, trời má mày sao cái này dễ dữ ta, kiểu là cái nghề này mình chỉ lên mình kiểu là mình ngồi nói chuyện với anh em, xong là anh em yêu quý mình, anh em donate cho mình 1,5 triệu đó. Xong rồi tôi mới nghiệm ra, cha, hình như chắc một là tôi đẹp trai, hai chắc là tôi là kiểu là đẹp trai có duyên, ba là kiểu là vừa đẹp trai vừa có duyên mà vừa cute for my wear, nên là anh em kiểu là, tại vì lúc đó tôi gọi là giống như là phẹt, anh em hiểu không, là anh em kiểu là donate cho tôi để tôi càng ngày cái stream của tôi nó chuyên nghiệp đấy. Thì tiền donate của mấy ông là tôi lấy rồi, tôi mua thiết bị máy tính hết nè. Đấy, tiền donate của mấy ông là tôi thiệt. Tại vì cái tiền donate của tôi á là tôi không có xài, thiệt. Tiền donate của mấy ông á là tôi để, tôi rút về, tôi để trong tài khoản ngân hàng á. Xong là nếu mà có dùng cái gì mà cho cái thiết bị cho cái công việc của tôi á, thì tôi có lấy cái tiền đó ra tôi mua, thì tôi thấy nó vậy nó ý nghĩa hơn. Chứ tôi không có xài, tôi không có. Thường là mấy đồ tôi mua nhá, hay là dài tôi mua á, là tiền của mẹ tôi cho tôi. Tôi thiệt, anh em nhìn vậy thôi phong bạc thôi, chứ tôi cũng xin tiền của mẹ tôi mà. Chứ anh em đừng nghĩ quay bây giờ tôi kiểu là tôi ổn áp rồi, tôi có hợp đồng cái thứ rồi tôi lo cho mẹ. Không, tôi vẫn xin tiền mẹ tôi xè tay xin tiền mẹ tôi mà. Nó cứ lâu lâu tôi bảo từ mẹ ơi con hết tiền, hay là mẹ ơi con thích này là mẹ tôi cho tiền tôi mua à. Chứ tôi không có tự mua thiệt. Tôi vẫn còn xin tiền mẹ tôi mà, cảm ơn Lạnh nha. Anh sắp mua Rolls Royce chưa ạ? À, cảm ơn Lạnh nha. Trời, Rolls Royce, tiền đâu mua Rolls Royce em. Cảm ơn em rất nhiều nha, cảm ơn em. Nếu mà tôi chạy xe máy thì tôi chạy gia dách. Đấy, còn nếu mà tôi mà kiểu mà sau này mà có gia đình các thứ thì chắc là tôi đi Jaguar. Cảm ơn Công Nam nha. À, đưa tay đây nào. Rồi, cảm ơn Công Nam nha. Uầy, tay đây, trời ơi, tiền. Anh nghe cái tiền nó gớt vô đây, bẻn trong đây. Ôi dồi ôi, cảm ơn em nha, cảm ơn em. Mãi bên nhau anh nhá. Uầy, 13 triệu rồi đấy. Uầy, Nam ơi, anh cảm ơn Nam rất nhiều nha, cảm ơn Nam rất nhiều nha. Thề, ngày mai nhá, anh hứa với Nam luôn, ngày mai đúng không? Anh tối nay mà anh up stream xong ấy, anh kêu cái chỗ mà bên làm đèn này nè, làm cho em là gọi là cái top donate, cái tên của em sẽ hiện đằng sau đây luôn, rồi kiểu là nó chớp lên trên cái live stream của anh luôn Nam à. Wow, em cũng là một người tên Nam, nhưng mà em gọi là thề, em gọi là đỉnh của đỉnh luôn ấy, gọi là sau này là em làm lớn đó, em là người gọi là thứ dữ đó, chứ không phải tên Nam mà giống như cái gì mà ừ, quăng nút vàng gì mà kiểu mà thả trên tầng 70 xuống là gớt nút vàng các thứ đó. Uầy, em tên Nam nhưng mà tính em khác hoàn toàn Nam. Em tên Nam nhưng mà em không phải là Nam. Hát đếm lộn gòi V. Em tên Nam nhưng mà em không phải là Nam. Cảm ơn Nguyễn Công Nam nha. Ui,
trời ơi, phải là liền thật kia. Thôi Nam ơi, donate nhiều lắm rồi Nam à, cảm ơn Nam nhé, cảm ơn Nam. Nhưng mà thôi anh nói thật, donate cũng nhiều, anh đủ chi tiêu, đủ chi tiêu rồi Nam à, cảm ơn em donate cho anh 8.000 thôi, anh bảo rồi, quý anh thì donate cho anh 8.000 thôi. Bây giờ kiểu là cái dịch mà Covid mà ai cũng mới hết, mới ở Việt Nam mình là kiểu là mới hết dịch Covid đợt 2 thôi, nên là ai cũng khó khăn hết đó Nam à, cảm ơn Nam rất nhiều nhé. Ủa nhưng mà em sinh năm bao nhiêu đó Nam? Em kiểu nhà ở đâu vậy? Nhà ở đâu vậy Nam? Em làm nghề gì vậy? Quên. Đỉnh vãi liền thầy. Cảm ơn Đại Anh nhá. Tí cho em Đại Anh. Em ở một gạch dưới Rambo. Không, thầy, tao cũng muốn bắn giải lại với mày lắm Đại Anh. Mày có nhớ cái thời mà Evot anh em mình sát cánh với nhau không? Nói đéo phải chứ mấy cái thằng mà gọi là tài năng kẻ PUBG ở Việt Nam, nó toàn là lúc trước là tôi ghen cho nó không. Nè, thằng Tài Con nè, thằng Sabao nè, thằng Đại Anh nè. Mấy ông hỏi chứ coi nè, thằng Dian là cái thời Evot là mỗi buổi tối rồi tôi stream xong đúng không? Tôi phải qua, tôi cầm tay nó, tôi cầm chuột cho nó bắn. Đó. Còn thằng Tài cũng vậy, thằng Tài là mỗi buổi tối là tôi stream, là tôi bỏ thời gian ra để tôi chơi với nó, để tôi tập cho nó. Thằng Sa Bâu cũng vậy. Đấy. Thằng Sa Bâu cũng vậy, tôi chơi nó mỗi buổi tối để tôi ghẹt cho nó. Bồ ơi, A Nam mà DNT 8K một lần là lắc luôn cái DNT đó. Cảm ơn Đức Nhật nha, cảm ơn Đức Nhật. Uầy, Nam ơi, chat trên kênh chat đi anh cũng thấy Nam à. Cảm ơn Nam rất nhiều nha. Cảm ơn em, donate nhiều quá Nam ơi. Thầy, nhưng mà Owen hồi nãy định kể cho Nam nghe câu chuyện. Hồi đó mà lúc mà anh còn người yêu cũ của người yêu cũ của anh nữa á. Ồ, người yêu cũ của anh á, thì người yêu cũ của anh có xem stream của anh. Mỗi lần mà kiểu mà anh được donate nhiều á, trời ơi. Nó, bây giờ kiểu là người yêu mới của anh không có xem stream của anh. Đó là tiền này là cứu, gọi là nó, nhà là phải có nóc. Đó, nhà là phải có nóc, anh Nam hiểu không? Đó, trời ơi. Hồi đó kiểu là donate, được donate nhiều nhưng mà vui, vui nhưng mà không vui được bao nhiêu hết. Đó. Không có khịa, không có khịa. Không, nói chung là người yêu mới của anh ấy thì không có xem livestream. Đó là nó thoải mái lắm anh em à, tôi thích làm cái gì cũng được. Đúng rồi, còn cả hướng còn dẫn cả hướng dẫn setting GGG nữa. Cảm ơn Dian nhá, cảm ơn Dian nhá, cảm ơn em rất nhiều. Đó, còn hướng dẫn setting nữa. PUBG bây giờ ở Việt Nam nó sao sao ấy, chỉ còn gọi là chơi cho vui, chơi cho có cá, chơi trên stream thôi, chứ bây giờ PUBG Việt Nam hiều lắm. Anh khều còn kinh hợt anh độ NX vãi lon luôn đầu cắt moi V. Trời đất ơi, anh bảo rồi không, nó thay vì em donate cho anh một quầy. Nam ơi, anh cảm ơn em lần nữa nha. Cảm ơn Nam rất nhiều nha, cảm ơn Nam. Cảm ơn em cái gì vậy, một cái ngày gì vậy. Thầy, tôi gọi Gondo cho lên view chứ dạo này tôi stream kiểu là cũng tụt view quá anh em à. Đây tôi gọi Gondo nha. Đây là tôi gọi đô, tôi nói chuyện với anh Bảy chút xíu cho mấy ông xem nha. Đây tôi đang gọi anh Bảy rồi. Mong đợi xíu. Nổ cái địa chỉ. Ui. E qua liền A ơi mặt. Ôi cảm ơn Hà Kim nha. Đây rồi. Oh, what's up bro? Má, quên dữ vậy. Hey, what's up bro? Không có, anh em biết là cái công nghệ 5.0 anh em hiểu không? Cái công nghệ 5.0 nên là kiểu là bây giờ mà kiểu mà mình gọi FaceTime thì nó có một cái thanh gọi là bật nhỏ, tắt nhỏ lớn ấy. Ở bên Tây Ban Nha người ta xài cái FaceTime ở bên trên YouTube anh em hiểu không?